Chào mừng các bạn đến với kênh Cuốn Phi. Ôi, để bà chờ chứ. Đấy, các bạn ơi. À, hôm nay bạn à, bà Cuốn Phi và Cuốn Phi được bà chờ cho đầy kinh tế nhà bà. Để tí nhờ sai quả kinh khủng luôn. Quán ở đây này. Thì gặp, ô, bà to chưa? Mới rồi một quả. Úi dồi ôi. Bác phải rửa. Úi, con kiếm. Bà đã lầm quả khế. Ui ôi, khế to thế. Một cái khế sai đấy kia nhỉ. Trùng khế kia phải có chục quả luôn đấy. Coi con được quả nữa kìa. Con quả nữa, ba chờ một quả nữa. To không? Không phải rửa đi. Đầu nó phải khế. Thôi được rồi, bà ơi, ba quả thôi. Đấy, ba chờ cho một quả thôi. Đi ăn. Ăn được quả có bông hoa rồi đấy. Quả của anh bông hoa rồi. Đi được. Ăn kìa. Đi về. Đây là bà của bạn Gosi rồi đấy. Các bạn nhìn đi ạ. Úi giời, bà còn để thêm quả nữa kìa. Úi giời đấy. Có gì bà chưa? Tô vào. Hôm vừa ui nhiều tay quá không cầm được. Bà thơm, bà quý bạn con si quá. Rồi đi. Không sợ, đi về. Rồi các bạn ơi, đấy, đi lên nhà bà chúc Tết được bà. Chảy khế cho ăn này. Đi. Để vút sữa. Ôi, ông làm gì, ông chảy đỗ à? Ôi trời ơi. Ôi lên lên. Ai dám vào quần hết đây đấy. Các bạn ơi, bây giờ ông và... Đấy, ông và mẹ bạn con xin lại ra chảy đỗ nhà bà chứ. Ai chồng ấy mà. Úi rồi. Hải Linh ra đi rửa đi, Hải Linh với cả có đi, tất cả ba xe đi rửa ghế rửa xe cái nhá. Để vẽ nét như kia ở kia có cái vòi kia. Nhà bà, ôi dồi ôi, nhà bà có cây bầu bé tí mà nó đang quả chưa kìa. Đây các bạn ơi, bà cũng chảy đỗ luôn. Bà cũng hại đỗ luôn, ông cũng hại đỗ luôn, mẹ bạn con gì cũng hại đỗ luôn. Tất cả chưa có hại đỗ. Nhà bà trồng đỗ sai đi. Đi rửa đi. Nãy đi chảy đỗ à? Các bạn nhỏ đấy. Ôi các bạn nhìn này, quả khế nhà bà to khủng khiếp không? Ôi ôi dồi. Rồi, tất cả các bạn nhỏ ra chạy vào gầy đỗ khá bẩn hết nhá. Trời ơi, Hải Ninh ơi, chỉ hỏng cả cây nhà bà. Ta. Sao con cây gì con không biết đấy. Chảy ấy, đây quả to này, ăn không chảy à, quả to đúng kia. Đây này, quả này, hai ba quả to đúng chảy. Đấy. Đấy. Bà con xí lên nhanh tay chảy mất rồi. Đấy. Ui, bà con xí chảy một lắm to kia. Con xí chảy ai chảy đấy. Ôi trời ơi, theo ông đất cây nhà bà. Nơi này, chỗ này là một đống này, đống này đều cho ông người. Đấy. Đấy, theo ông. Quá đấy, chạy đi. Mọi bạn bà xin cũng vào kia bàn luôn. À rồi, bà thì chạy đằng kia về ra xem bà chạy đỗ cho nhá các bạn. Ơ sao cái cây đỗ này ai vứt đi đấy? Đây này, ai giấu cây đỗ vứt đi đấy? Cây đỗ vứt đi có quả đấy. Hình như là cây này gốc của nó đấy, không phải nhổ đâu. Đây là cây này gốc của nó, chạy đi thôi. Ôi, nhiều thế. Ôi, được chưa, đủ chưa? Bà ơi,
lên một cây đỗ nó tự quả dưới đất này. Bao nhiêu mấy người chăn vào một cây đỗ. Thôi, bà đừng có chảy đi nhá. Không. Hoàng Hải ạ. Còn được hai đôi cùng bà đúng không? Còn ủi an để còn thôi đi thôi các bạn ơi. Rồi. Đấy, ông ngã được một đám đỗ to chưa? Đi. Ôi, ông đã hái thêm đỗ ở dưới cây này. Một cây đỗ nó nằm ở dưới đất luôn các bạn ạ. Đi. Thôi bố nhiều rồi bố ơi. Lấy tí bóng cho bạn. Có khi quả khế cũng cho vào tí bóng luôn sao làm này. Ui ui. Hình chữ cờ nó chữ C luôn. Đi. Xong cho An ơi. An ơi. An cho khế vào chân tí bóng rồi mình mang đi. Đi bố lấy tí bóng chắc. Ở trong xe của bố luôn có tí bóng. Đi. Các bạn ơi bà này à. Cho một cái bầu nữa sao. Đấy. Đây các bạn ơi, các bạn nhìn này cái bầu này. Bé tí mình có hai quả rất là dài luôn. Đây hai quả bầu liền. Đấy, nên ra chảy cho bà đi. Bà đi vào trong cái bà không đi rồi. Ăn vào chảy đi. Ăn vào cắt. Ăn đi vào cắt không? Vào nước kia. Rồi các bạn. Úi ôi bà khéo. Các bạn ơi, đây bà chỉ có bầu này. Bà chảy quả bên này này. Ủa nhớ con sắp đi. Rồi. Ôi gãy rồi, bà nó gãy rồi. Thôi được rồi, bà ấy gãy rồi. Đấy, lấy cái đâu? Đâu vậy? Đấy. Không ạ. À. Cái gì bà cũng cho. Còn lên đây bà, cái gì bà cũng ngã cho hết. Đi. Các bạn lên đây bà gã cho này. Đúng đủ này, cho đỗ này, cho khế này. Bà gã cho cả rau diếp nữa các bạn ạ. Thành quả đầu xuân đi hái được rất là nhiều lộc luôn. Chắc rồi, mỗi nhà một thằng rồi. Ôi, bạn có gì bạn. Ôi, bạn chạy đâu ấy. Đến thứ mở bác đeo tô đi. Bác đeo tô. Đấy. Bảo bà lau cho nghỉ. Lo bảo người dặn. Rồi bác đeo tô đi. Yo.